Chào các bác nhá, shop online Tân Ánh Ngọc Ánh vừa đây chào toàn thể anh em. Như clip trước tôi đã giới thiệu với các bác một cái siêu phẩm hàng cao cấp nhất, đó là cái ống nhòm loại cao cấp. Ống nhòm này thì nó là cực kỳ rồi, giá thì nó hơn 1 triệu. Đấy. Thế còn hôm nay tôi giới thiệu tiếp cho các bác một cái mẫu ống nhòm nữa, cũng đẹp tương đối nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn, giá nó khoảng 700.000 hơn kém một chút nhé các bác nhé. Đây là nói cho các bác biết được cái khoảng này các bác mua. Thế còn nó sẽ thay đổi theo cái thời điểm hiện tại, phụ thuộc vào cái giá tiền chung và giá cước vận chuyển về, thì có thể là chênh lệch nhau 20-30 nghìn. Nhưng mà tôi sẽ nói cái này là cái thuộc vào cái hàng phân khúc là 700.000 hơn kém một chút nữa cái mẫu này. Thế còn cái mẫu này thì nó thuộc cái loại trên 1,5 triệu rồi. Đây, hàng cao cấp này là trên 1,5 triệu rồi nhá. Ở đây, đây là cái vỏ bao bì của nó nhá. Pin Conac nhá. Thì nói chung là những cái thương hiệu này ấy, thì là nó vẫn ở cái hãng cao cấp là cái hãng Busi này. Nhưng mà toàn bộ nó là hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Đấy là phải nói trước với các bác như vậy, chứ không có hàng Nga, hàng Đức, hàng Ý gì đâu nhá. Đấy. Đây là bên trong. Đây thì cũng có cho mình giấy này. Cái này là của cái hãng Busi. Là cái mức phân khúc hàng rẻ tiền hơn, còn hàng kia thì hàng cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Đấy. Đây là cũng thông số về sản phẩm đây, cho các bác nắm được này. Đấy. Thì đây là cái ống nhòm phía trong này, cũng có bao bằng da bằng vải đeo nha các bác nhé. Đây, ống nhòm phía trong này. Cái này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn là cái mẫu to lần trước tôi giới thiệu. Đây, dây đeo nhá, túi. Đấy, tôi bỏ qua đây. Bây giờ cho các bác xem chi tiết cái ống nhòm này. Đây các bác nhá. Đây các bác thấy này. Cái nắp phía trước của nó nhá, nó chỉ là nắp đậy chắn bụi không thôi, không có dây giữ nhá. Đấy, lưu ý các bác vậy. Đây, nhà sản xuất đã làm như thế nhá. Còn cái phía sau, cái phía trước mắt mình nhìn vào này. Đấy. Là cái phía chụp hai bên này. Đấy. Rồi. Thì đây các bác xem này. Thông số của nó thì nó là 20x50. Thế rồi 168 FTAT, 1000 IDS. Thì cái này thì các bác phải tìm hiểu thì mới nắm được, chứ tôi không nắm kỹ được. Thế nhưng mà cơ bản về cái thực tế sử dụng ấy, thì cái ống nhòm này sẽ đáp ứng cho các bác nhìn được cả cây số nhá, hình ảnh nét tương đối trong đẹp, dùng nói chung là chấp nhận dùng được rồi, dùng ok rồi. Thế còn so với cái hàng cao cấp thì sẽ không thể so được. Thế còn đảm bảo với các bác là khi các bác mua cái này là đã dùng được rồi, chứ không phải hàng đồ chơi, hàng nhìn không được nhá. Thì với cái ống nhòm này thì sẽ có cái con ốc chỉnh lấy nét cho các bác. Đây, chỉnh lấy nét này. Đây các bác lấy nét nhá. Rồi, khi các bác để ý cái càng này, khi tôi xoay này, đấy là cả cái càng này nó chạy ra này. Đây, nó chạy ra những cái khoảng cách này rộng hơn này. Tôi xoay ngược lại thì nó sẽ thu vào này. Thì nó làm cho phù hợp với cái tiêu cự khi mình nhòm. Đấy, phù hợp với tiêu cự mình nhòm. Thì các bác cứ đưa lên mắt và xoay trái xoay phải để lấy được cái mức nét nhất nhá. Thế còn cái phần chỉnh này, phần chỉnh trên cái chỗ mà mình nhìn này này thì vẫn là chỉnh cái tiêu cự mắt đấy. Cái tiêu cự mắt mà cận thị hay là không cận thị ấy nhá. Thực ra ấy, thì nó là nó cái này đây các bác nhìn này, là nó chỉnh cho mình cái khoảng cách giữa mắt của mình và cái thấu kính. Đây là cái thấu kính nhá, đây là thấu kính này. Thì mình để mắt vào đây thì mắt mình nó chạm gần thấu kính này. Bây giờ mình muốn xa hơn thấu kính thì mình xoáy này lên một chút. Đó. Thì cái này nó chỉnh cái khoảng cách giữa mắt mình và cái thấu kính nhá. Đấy, chỉnh cho cái mắt gọi là nhìn cho nó trong nhất đấy, mắt cận hay mắt không cận đấy, cơ bản là như vậy nhá. Với cái mẫu này ấy, thì cũng khá là nhỏ gọn, các bác yêu cầu cái mẫu nhỏ gọn mà lại dùng được nét hình ảnh chấp nhận được thì đã có cái mẫu này nhá. Thì đây là cái mẫu này là mẫu 700 hơn kém một chút nhá. Thế còn sẽ có một cái mẫu nữa, cái mẫu nữa chừng 650, hơn 650. Thì nói chung nó sẽ kém cái mẫu này 50.000. Đấy, sẽ có, sau tôi sẽ giới thiệu một cái clip riêng mà cái mẫu đấy nhá. Còn cái mẫu này là mẫu sẽ đắt hơn 50.000. Còn cái mẫu này thì mẫu cao cấp nhất rồi. Đây, với cái mẫu này mà anh em điều kiện ít
chơi hàng giá trung bình thì anh em chơi mẫu này là cũng rất là ok. Cái này các bác lưu ý, mua sản phẩm thì phải dùng được nhé các bác nhé, phải dùng được. Thế còn cái trường hợp mà các bác bảo là mua cái ống nhòm, cũng là cái ống nhòm, nó chỉ chừng 450-500 thôi, nhưng các bác bỏ ra 450-500 là không dùng được đâu. Dùng 1-2 ngày, 1 tuần hay không là nó sẽ mờ, nó xuống cấp rất là nhiều ấy. Thôi các bác chịu khó bỏ thêm 200 nữa, ví dụ như là 700 đi, thì đảm bảo với các bác là sẽ dùng được. Đấy, dùng được ok, như ở cái mức độ giá trung bình như vậy. Còn các bác là cực kỳ thích đẹp chất thì các bác chơi hàng này thì không phải chê điểm gì rồi. Đấy là tư vấn cho các bác như vậy nhá. Chứ các bác đừng có ham rẻ quá mà tiếc 100-200 nghìn mua cái loại kia về dùng không được thì coi bỏ đi luôn, lại phải mua lại, nó rất là lãng phí nhá. Đó. Hàng này là hàng giá trung bình, trên dưới 700, nhỏ gọn, cho hình ảnh của các bác cũng rất là nét. Đấy, vừa phù hợp với nhu cầu bác nào thì các bác chọn cái loại như vậy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.